Ấy, mấy thầy trò lạnh quá. Bữa nay nhiều độ ở núi Thiên Long Sơn mà. Bữa nay 45 độ, 45 độ Việt Nam là nhiêu? Tổ ra Việt Nam là nhiêu độ? 46 độ, hiện giờ là 46 độ. Mà trên núi khoảng 40 độ của Mỹ. Trên vết Việt Nam là nhiêu độ con? Núi Thiên Long Sơn khoảng 40 độ. Ép thầy trò lạnh quá, chui vô đây uống nước trà, ăn cơm. 7 độ C. Khoảng 7 độ C, hiện giờ khoảng 7 độ C, hiện giờ ở ngoài cũng ưu ám, không phải mưa mà lạnh 7 độ C. Thì có duyên mấy thầy trò ngồi đây ăn buổi cơm mì, đó là mì xào tàu hũ với ăn bánh donut của Mỹ. Ở Việt Nam mà ai mà làm bánh này cũng giàu á, thì cái bánh này á sáng uống cà phê ngon lắm, mà người Mỹ người ta quen rồi, tôi lớn lên ở Mỹ từ nhỏ cho nên ăn sáng donut với cà phê đen phải không? Tại vì người Mỹ người ta khác hơn Việt Nam. Việt Nam uống như gì Phúc Long hay là Vũ gì á, Trung Nguyên gì đó, thì cà phê đậm ngọt nó uống nó phê phê phải không? Còn này Mỹ người ta uống cà phê lạt lẽo đắng, cái ta ăn bánh vô rất là văn minh mà bình thường, không có bị ép tim á. Trời ơi, uống cà phê Trung Nguyên vô ép cho chết. Phụ sợ mấy cái ép tim lắm. Tại vì cái thứ là chicken mà thỏ mà gà mà trứng rồng chưa có nở cho nên còn lăn 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 chết ngán lắm. Để rồng nở ra đi rồi sao cũng được. Cho nên trứng rồng chưa nở cho nên ai muốn đá qua đá về đá kiểu nào cũng được. Nhưng mà rồng vẫn là rồng. Không có nở thì trứng gà được rồi, chắc chữ nở rồi hả? Thì mấy cái trò có duyên ngồi đấy nó có cái ăn bình thường mọi chuyện vui vẻ. Hôm nay chỉ có hơi lạnh thôi, không biết mấy đệ tử trên núi đọc kinh chút nữa xuống hả? Dạ. Chuẩn bị một chút. Dạ, có tiền. Con đã thấy nhé, những lời của mấy vị nói có nghìn năm nay á, tháng 3 vào tiết thanh minh, nghe là tháng 3 đúng không? Cái gì bữa nào lâu ra cái bài đó mình sẽ cái bài của tháng mẫu là tháng 3 vào tiết thanh minh á. Thì bữa nay con thấy là nhật thực cũng là tháng 3, hiện giờ là mùa thanh minh rồi, Bắc Hàn Nhật còn ấy thêm Mỹ. Bữa nay là Tàu, sáng nay là tôi thấy tin tức là kéo quân ra ngoài đó quá trời nè, đang sắp sửa nghênh chiến với Bắc Hàn. Thế giới này khi nào mà đói, khi nào mà không còn ai nói ai nghe nữa thì đã gì, nghĩa là dùng vũ lực thôi, cũng giống như nhà mình vậy đó, bị hết ý hết lời với chồng mình. Thì là bắt đầu tâm lý trước phải không, mi trước phải không, dọn cơm thảy cho chồng ăn, nó không ăn nó là cái mình đi vô phòng á, người ngủ giường người ngủ sofa, thì mấy cái hiện tượng nó sẽ xảy ra trước rồi xong lúc đó cái bắt đầu tới cự cự xong bắt đầu lên tới võ mồm phải không, võ mồm không được nó là hét phải không, là hét không được rồi bắt đầu nổi xung thiên lên đập cửa đập chén đập đũa phải không. Thì chiến tranh nó cũng y như là gia đình chúng ta vậy đó. Lâu nay là đã qua hết mấy động tác đó rồi, bữa nay là bấm nút rồi. Thế ba, màn chiến thế ba. Không nói tháng 3 vào tiết thanh minh nè, cõi âm giác mở phong linh ba màn. Cái nghe là bữa nay vô đây mà đi sao, ngồi ăn cơm nè con. Lâu vô đây cho nó ấm ngồi ăn cơm. Thì con thấy bữa nay là Tết cái thanh minh của Việt Nam mình á, cũng là tháng 3. Ngày xưa chị nói mà người cũng cùng một lúc chiến tranh, thằng Ai Răng bữa nay là sắp sửa nó đem 100 cái vàng bỏ tiền, nó sắp sửa nó nẻ giờ Thái
thì con thấy là cái bài này là đúng rồi. Từng rồi cái hội kêu mấy đứa nó bỏ cái bài này lên á, tháng 3 giờ tiếng tinh minh y chang luôn, tháng 3 giờ tiếng tinh minh cõi âm giác mở phong linh ba màn nè, khinh thiên đột giác tràng phan nè, đông du hải hội trời ban phong thành, tức là phía mình đông á chiến tranh á, trời ban phong thành bắc hàn lục quốc phân tranh. Sáng nay Trần Nhật Phong có nói là tàu Nhật tàu Mỹ Nam Hàn bắt đầu tàu mấy tàu hải quân lắm, tàu chiến của ba nước bắt đầu kéo binh ra, kéo ra rồi đó. Bữa nay Bắc Hàn lục quốc phân tranh, chiếu binh sĩ bại Nam Phần định phong. Bắt đầu sẽ hết nói bằng miệng được là phải dùng vũ lực phải không? Lúc đầu honey rồi ăn cơm tối rồi đinh nờ rồi bây giờ là dẹt luôn, chén đũa rồi khoan rồi bắt đầu xối xả là làm nên chiến mà. Giờ đây ăn cái nào đứa nào ăn được gì chứ ăn. Bắt đầu Bắc Hàn lục quốc phân tranh, kiêu binh sĩ bại Nam Phần định phong, sợ nhà bà đội đi vòng. Tàu chìm vì đảo ngã lòng mà đi, lưỡi bò cắt ngắn tư duy. Nói chung là bài này nó vậy đó, sắp sửa lưỡi bò nó cắt ngắn. Mấy con gà á, mình sao cái sàng lọc của họ thiên chúng ta bề trên mới chọn, tại vì khi hộ rời khỏi Thiên Long Sơn á, phải những ai là người bảo quản núi, ai là người thập tâm với núi. Thì bữa nay mình đã qua 8 ngày. Ngày đầu tiên á, sư phụ là với chị của sư phụ Lãnh Mẫu Liễu Hạnh với mấy chị đông lắm, họp ở trong này. Mấy chị nói 100 triệu dân á, đang chờ thái tử về không lo. Lo chuyện cắm mấy chục đệ tử lao nhau đại khái bị mấy gì la. Cái là sư phụ sắp sửa đi trời cõi Thiên Long Sơn, đi về nước Việt Nam là 100 triệu dân ta không lo, mà lo chuyện của mình. Rồi cái mấy vị còn nói là đi cán bộ mà nó đặt công vô 5 năm nay trên núi mình nó quay hả, nó quay từ lúc mà đi tiểu thì tiện nó quay cái gì nó cũng quay, hỉ mũi nó cũng quay, nó sẽ làm một cái cuộn phim để nó bôi nhọ danh dự của thái tử. Mà không phải chỉ riêng thái tử, chỉ là tất cả luôn, con nó quay everybody. Rồi đó là một cái vũ khí cuối cùng, khi mà những cái ác sẽ qua, đảng cộng sản sẽ sụp đổ, thì nó không có muốn thụ về nước thì nó phải làm mỗi cuộc phim dài vậy đó. Cho nên mình sắp sửa có cuộc phim rất là hay, thưa đang chào đón. Thì ngày đó là ngày nó tuyên bố là nó thua chúng ta, nó thua cha rồi, cha tính đúng chứ nó tính không có đúng. Thì là cái vũ khí đó là vũ khí cuối cùng của họ, đó là những cuộc phim mà nó bôi nhọ đó. Thì tuyên truyền mà cộng sản nó chỉ có miệng thôi chứ đâu có gì. Thì mà là cái quan trọng nhất, nó không phải mà riêng mình với phụ nha, nó quay hết tất cả. Tại vì ví dụ như con Mỹ Liên hay Yến hay là anh Bắc hay là anh Thương hay là anh Thu Ba hay là con Thu Ba hay con Sương hay con thì Trang, mà một đứa thôi mà làm tầm bậy nó cũng quay rồi là đánh. Tụi mày là Thiên đúng không, tụi mày họ Thiên đúng không, là đánh sập Thiên Long Sơn. Nghĩa là bất cứ người nào. Cho nên đó là lý do tại sao cái bài thi mấy tuần nay là vậy, không phải riêng mình cái phục mà chung hết. Thì nó đang làm cái cuộc phim, nó đã làm gần xong rồi. Gần 5 năm nay một người như sư phụ mà lên trên mạng truyền thông mà nói chuyện, rồi chấp nhận cho nữ cán bộ sát bên nách mình gần 5 năm. Thì con nghĩ bao nhiêu chuyện mà behind the scene mà nó không quay lén và thâu băng lén thôi, hiểu không? Có ra sư phụ chấp luôn, bình thường thôi. Cái quan trọng nhất là 1000 gái mà yêu sư phụ hay gần sư phụ, mà cái lòng của sư phụ là tim của sư phụ là kim cương, sư phụ không có gì thì đâu có gì. Từ nhắn tin hay là từ lên xe sư phụ, sư phụ có điều luật ba đứa mới được lên xe sư phụ, ít nhất là hai đúng không? Hồi xưa giờ cái luật đó còn bao nhiêu bảy trội sư phụ né mìn đủ kiểu. Chỉ có một cái là cái tâm của hàng đệ tử các con phải vững như bằng thật, phải tin cha tin mẹ tin sư phụ.
để mình mới là hoàn thành xong cái nhiệm vụ này. Nó chỉ là một cái bài thi dở dở lòng chút chút thôi, có thù không có gì hết. Nhưng mà có những chuyện như Hữu làm á là Hữu cần phải nhẫn nại, cần phải đúng thời gian. Hữu nhịn cũng 5-6 năm rồi cũng biết không, nhưng mà Hữu không biết lúc nào cần phải làm gì. Hữu bị hàm oan, giống như mà thường thường đứa nào mà khôn á mà để ý những cái lời của Hữu nói giống gì nè, giống như ngày nhập thất thì Hữu nhập thất 2 tuần thì đức thầy về nói chuyện, lúc đó sư tổ nói chuyện con á sắp sửa bị hàm oan á, con chỉ cười thôi y chang đó không. Mấy con coi đi, cái lúc mà thua mặc áo chàng ngọn đó thì mấy vị nói sao mình nói như vậy. Rồi cái bữa cha ngày lễ mình cũng buổi buổi mà 19 tháng 2 á, cha cũng dặn tất cả mấy đứa con phải có lòng tin, tin thua với tin cha, một đường mà mình đi thôi đó. Thì tất cả mọi thứ nếu mình nghe đó, từng mà nghe clip hay là có những cái clip rồi đâu có bỏ lên kênh chính là document, thì giống như lâu lâu bỏ lên nó để cho hậu thế review lại thôi. Còn mấy kênh chơi chơi như quay thêm rồi đó, thì ít nó dòm lại đó, tại nhiều quá thì không có men nổi cho nên từng rồi thì mấy đứa nó quay thì bỏ lên thôi, nhưng mà cũng có nhiều người biết. Còn lên kênh sư phụ á là cả thế giới, tại hiện bây giờ bên Trung Cộng hay là những cái Phật giáo hay là Công giáo hay là Cao Đài, những cái đó người ta chỉ biết kênh sư phụ thôi, người ta download xuống những cái đó để người ta học hỏi và lấy information tại sao 5 năm nay có hơn thằng nó mặc đồ đời mà nó nói gì cũng trúng, phải không? Thì nó nói nó là thế này thế nọ, rồi người nhảy tái sanh thế này nọ, họ phải nghiên cứu. Thì cái kênh sư phụ là để cho những cái người đó họ làm tài liệu. Còn kênh mấy con là giống như một cái announcement vậy đó, một cái thông báo. Đối với Hữu là như thế nào từ đầu tới ngày hôm nay cũng vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Còn tạm vừa sư phụ công dạy dỗ biết nhiều đứa, đây là Thiên Văn đại tử đại tỷ tỷ đầu tiên của Hoa Thiên, và có làm sai làm đúng cũng là suốt đời cũng là đệ tử sư phụ, cũng có lúc làm sai hôm nay đúng, cũng làm sai mấy năm á giờ mới quay lại. Rồi có những lúc trước á cũng bị mấy đứa hiếp đúng không, à đại tỷ mà bị em mình hiếp đúng không, phải không, quá trời lắm. Thì nó có đại đi rồi không sao. Thầy trả lời thôi sư phụ. Bây giờ nó là cuộc đời vô tu hành chúng ta đó, mà không có thử thách thì nó không gọi là tu. Không có bài thi thì không gọi là đi học. Nếu không có bài thi của mấy tình rồi sư phụ đâu có biết đứa nào như thế nào, con hiểu không? Mà thí dụ như sư phụ không thương á thì sư phụ đã lên trên cái đài này sư phụ tuyên bố đứa nào cái gì cái này chuyện nội bộ chút chút. Tất cả sư phụ vẫn thương ngăn thì chen hẹn xương, sư phụ cũng vẫn bình thường. Sư phụ nói qua 3 ngày là quên mà cũng ngon là về, và nếu mà đừng có còn cái ngã đó thì sám hối đi, cũng vẫn là cái cổng liên sân vẫn mở, sư vẫn mở rộng vòng tay. Anh Bắc, anh mới về nhắn tin nè, anh đang bận, anh làm chút cũng lên. Sư phụ anh Bắc vẫn là bình thường, không có gì hết, có hiểu không? Nhưng mà với cái một người lãnh đạo như Hữu vậy, khó mà có thể chiều được. Mình có 5-7 nghìn đệ tử đó, ở Hải Ngoại, on and off, cứ tới lui hàng ngày, gần 7 nghìn á. Rồi ở Việt Nam mấy chục triệu người, một người như sư Hữu mà mấy cả vùng này của mình, đệ tử gần nhất là gần 100 đúng không? À mà làm sao sư Hữu làm cho một cộng 100 đứa ở đây mà nó hiểu được sư Hữu? Đứa trình độ như vậy, đứa trình độ như vậy, đứa như vậy, rất là khó. Một đứa thì nghi sư phụ, một đứa thì thương sư phụ, một đứa thì không có tu, một đứa thì biết tu, một đứa thì nói chung là đứa nào cũng là người tốt hết, cho nên rất là khó. Khi mình đã thương cha thương mẹ thương thầy mình rồi thì mình cứ nhắm một đường đi. Hồi xưa có ông Châu Lợi Bàn Đà đó, ổng rất là bình thường, nhưng mà một lòng ổng không có suy nghĩ, ổng không có gì hết, Phật nói gì hết là ổng cứ làm đúng rồi ổng thành Phật.
Còn Bồ Đề Đạt Ma hay là những cái người mà lý luận hay là nghi ngại nhiều á, cuối cùng và bị rớt. Này đang ăn mà nói clip, ăn nói kiểu này đâu ăn. Mà ngưng á thì clip này nó chưa. Nhiều chuyện nói lắm, nhưng mà đại khái là rồi gấp gì Việt Nam. Thì mấy con cũng ở đây nè, cái gì nói. 100 triệu dân ở bển đang chờ vô hụt. Ở đây mấy con phải qua cái này gọi học hỏi, thương nhau, đoàn kết. Tôi chỉ biết một điều này, cái khúc này quan trọng. Từ đây cho tới long time, rất là lâu luôn á. Chúng chỉ rất lâu thôi đó. Tại chữ cũng quan trọng lắm. Sao nó cắt khúc, nó nhắc tới nhắc lưu rồi. Từ đây, từ hôm nay, năm 2024, Thiền Long Sơn, Thiền Long Thổ, Thiền Long Giang, rất là lâu, sẽ là sóng lặng gió im, không còn gọi là giống như bữa giờ nữa, con hiểu không? Là tự vì đó nó có cái nguyên nhân của nó, mà cái lúc trước giờ mình bị như vậy là nó cũng có cái nguyên nhân, cái gì nó cũng có cái tốt và cái xấu của nó, chỉ có những người lãnh đạo mới biết được thôi, giống như Hùng mới biết được mà không khó giải thích đây lắm. Thì Thù chỉ biết được từ nay Thiên Long Thổ, Thiên Long Giang, nhà nhỏ, nhà bự Thiên Long Thổ sẽ rất là im dịu, không còn có chuyện gì hết. Everybody sẽ smiling every day. Sẽ vui vẻ. Thì con nè, con kêu hết nhóm đệ tử, em của con đó là mấy đứa hồi xưa giờ về hết. Thì Linh, Văn đó, mấy đứa hồi xưa. Tại tụi nó ngày xưa qua đây nó học nhiều. Con đang quay á. Thì đứa, tất cả đứa nào cứ là họ thiên thì làm cái núi này là của chung, ai cũng có thể là chủ của núi này hết, miễn họ thiên là làm chủ. Bây giờ là chủ chính là ai ta? Mỹ Tiên à, bài sáng lên này đọc kinh được mấy người đang vui chỗ nào không biết à, bài sáng lên nó đọc kinh nhỏ xiên dễ sợ lắm mà không biết nó xiên được bao lâu. Hồi xưa nói nó cũng xiên lắm, cậu nó nghe anh đi mấy gia đình đó đọc mấy năm đó không, mà giờ cả năm nay nó bỏ cuốn kinh, nó không thèm đọc. Đấy, xưa dù nói đứa nào mà bền gan bền trí mới là số 1, còn có một khúc rồi là không biết là nghe đi về trời cũng giống như con học từ mẫu giáo mà ra đại học rồi còn phải đi học nghề thêm mấy năm nữa, phải bền gan bền trí. Nhưng mà không bền là chuyện về cũng hơi khó. Ok, tắt rồi để Thu ăn xong rồi nói tiếp. Một chút con ngủ lại.